Rồi chào bà mẹ, nay thì bà con còn sườn K700 nè. K700 xin bìa khúc đặc các con, đẹp cực kỳ luôn. Tay si ta cầm bằng trắng tươi à. Quá đã rồi con ơi. Chưa rửa mà còn đẹp, chỉ là rửa mới đẹp cái nào bà con. Bánh bọng nó còn nguyên vẹn luôn ha, lóc nè. Xanh dơn luôn. Ốc á còn 7 màu luôn, đầu máy khỏi chê rồi. Đó, ra 85 là 80 rưỡi rồi con, máy quá đẹp. Hai con luôn, xanh bìa khúc đặc hết luôn. Con nào cũng đẹp cho bà coi. Quá đẹp luôn. Đẹp cực kỳ là xinh bìa là 18 lưỡi nè. Khóc phá còn 7 màu biết có đẹp cái nào. Con ít xài con, bô còn trắng ít xài nè. À, bô này còn trắng ít xài nè. Đây, bô còn trắng ít xài. Máy đẹp nè con ơi. K700 ra 85 xinh bìa khúc đặc. Quá đẹp rồi con ơi. Đây xi dây tầm rồi còn nhắn tươi nè. Quá trời đẹp luôn. Con mua được vàng này xài cả đời à. Không có hới rồi con. Cái số nhắn tươi là biết cái nào nè. Đẹp ở trong đẹp cái nào nó không. Quá đẹp. Ốc ác xanh dờn luôn nè thấy không. Xanh từ trên dưới luôn nè. Máy còn đẹp nữa nè. Máy rửa là đẹp lắm con. Chưa rửa mà vậy nè. Rửa đẹp cỡ nào nữa. Quá đẹp bà con ơi, máy nè, ghiền luôn, quá đẹp luôn, lóc ác còn xanh giờ, hai con nào cũng đẹp chưa, hai con xanh bìa, hai con xanh bìa cũng đặt hết nha, bà con nào có nhu cầu alo 0886356707. Quá đẹp bà con ơi. Quá còn trắng tươi luôn. Lưỡi bổng rồi còn bự nè. Con này chưa xài nhiêu. Quá đẹp. Lưỡi còn bạch bạch không hả con. Lưỡi đó con về xài thiên thu luôn. Quá trời lưỡi bự. Quá đẹp rồi con ơi. Con nào có nhu cầu alo nè 0886356707.